반갑습니다. 하여튼 이 학교에 나와가지고 지금 유공사를 맡고 있는데 전문적인 수행을 위해 가지고 열심히 노력을 다하고 업체 관계를 다뤄가겠습니다. 진짜 하틴의 정신 힘들어요. 하틴! 고맙습니다. IST의 첫 작품인 하틴 제철수 성공적인 증거를 기원합니다. 감사합니다. các bạn đến với công trường của chúng tôi. Đây là công trường hệ thống xử lý nguyên liệu thô. Và đằng sau lưng tôi là một hệ thống băng tải. Có phải nó rất đồ sộ hay không nào? Và chúng tôi sẽ rất vui mừng và vinh dự được đón tiếp bạn dù chỉ một lần đến thăm với công trường của chúng tôi. Xin cảm ơn. Xin chào. Veteran 건설 현장에서 인사드립니다. 전기 공사 프로젝트이지만 팀원들과 힘을 합쳐 프로젝트가 성공적으로 수행될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 다음은.